Ôn tập chương 2, dạng 4. Điểm thuộc đồ thị, điểm không thuộc đồ thị. Đó. Bài toán là cho hàm số y bằng ax cộng b, điểm M có tọa độ xy và có thuộc đồ thị hay không. Vậy muốn biết nó có thuộc đồ thị hay không thì các con dùng cho cô cái phương pháp. Chúng ta sẽ thay x bằng x1, y bằng y1 vào trong đồ thị hàm số. Và khi đó nếu dấu bằng mà xảy ra, có nghĩa là vế trái mà bằng vế phải, thì điểm M thuộc hàm số. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta thay vào mà ngược lại M dấu bằng mà không xảy ra, thì suy ra nó không thuộc đồ thị hàm số. Được chưa con? Rồi viết vô. Được chưa? Nếu mình thay vào, quá không con? Mà cái dấu bằng xảy ra thì nó thuộc. Mà con thay vào mà dấu bằng không xảy ra thì nó không thuộc. Điểm thuộc đồ thị và điểm không thuộc đồ thị. Được chưa? Rồi, bài tập. Câu 1, câu 2, câu 3. Câu 1, nếu điểm B có tọa độ là 1, 2, 1 và trừ 2 thuộc đường thẳng y bằng x trừ B thì B bằng bao nhiêu? Đúng không? Vậy thì con sẽ làm gì với câu này? Mình làm gì với câu này? Rồi, bạn Hoàng Vinh. Thay gì? X bằng 1, y bằng mấy? Trừ 2. Vào đâu? Y bằng x trừ b. Ra được cái gì con? Mấy? Trừ 2 bằng 1 trừ b. Chuyển qua, chuyển b qua đây, đúng không? Chuyển trừ 2 qua đây. Cuối cùng suy ra B bằng mấy? B bằng 3. Được chưa? Tiếp tục câu số 2. Vi. Thay x bằng 1, y bằng 3. Ta vào cái hàm số. Vào cái hàm số y bằng ax cộng 2. Chúng ta được cái gì con? A nhân 1 cộng 2. Đúng nào? Chúng ta giữ nguyên là 3 trừ 2 bằng A. Đúng không con? Vậy thì 3 trừ 2, suy ra A bằng 1. Đúng không? Vậy chúng ta biết chúng ta chọn câu gì chưa con? Rồi câu số 3. Câu số 3 để giảm bớt, giảm thiểu cái công đoạn mà các con phải làm. Nếu mà con cứ thay vào như vậy thì nó nhiều quá. Thì bây giờ bước đầu tiên của chúng ta sẽ đoán xem. Bây giờ đầu tiên cô Lai sẽ cho y bằng 0. Cô Lai cho y bằng 0 rồi cô già giải xem cái nào mà x bằng âm 1 phần 2. Vậy đầu tiên cô Lai thay vô đây y bằng 0. Đúng không? Thay đây bằng 0 thì cô chuyển x qua đây thì x của cô sẽ bằng 1 phần 2. Đúng không? Vậy là nó không đúng với cái này. Đúng không? Vậy thì câu đó cô Lai loại. Được chưa? Tiếp tục. Đây câu B. Cô cho y bằng 0 một cái. Y bằng 0 một cái. Đúng chưa? Thì cô sẽ suy ra được x của cô Lai nó bằng âm 1 phần 2 liền. Thấy chưa? Vậy thì cô Lai sẽ chọn đường thẳng câu B. Hiểu vấn đề không con? Được chưa? Đó là cách mà chúng ta làm nhanh. Còn không thì như các bạn sẽ thay vào. Các bạn thay vào rồi các bạn tìm thì nó hơi lâu nha. Còn ở đây mình có một cái mẹo là mình biết rằng là y bằng 0, vậy con thay y bằng 0 vào đây. Con chuyển x qua thì con nói x sẽ bằng âm 1 phần 2 ngay. Được chưa? Vậy chúng ta tìm rõ ràng là đây là câu B. Vậy là câu 1, chúng ta sẽ chọn câu gì nhỉ? Câu C. Còn câu 2 thì chúng ta sẽ chọn câu câu 2 thì chúng ta sẽ chọn câu A. Còn câu 3 thì chúng ta sẽ chọn câu B. Được chưa lớp? Được chưa? Hình dung ra được chưa con? Tiếp tục. Bài tiếp theo. Câu số 4, câu số 5 và câu số 6. Hỏi tiếp nha. Tiếp. Câu số 6 nè. Câu số 5 nè. Câu số 4 trước nha. Rồi câu số 4. Câu số 4. Câu số 4 làm sao đây? Giặt khăn đi Phú Hoàng. Thôi con giặt cho nó đi, cái tay nó đau không giặt được. Rồi câu số 4 nè.
cho hàm số y bằng trừ 3x cộng 5. Đồ thị của hàm số là đường thẳng. Điểm A thuộc đường thẳng D. Vậy A có hoàn độ bằng 2 thì tọa độ của điểm A. A có hoàn độ bằng 2 thì tọa độ của điểm A. Có nghĩa là người ta hỏi là điểm A này đã có hoàn độ bằng 2 rồi thì tung độ của nó bằng mấy? Đó. Và sau khi có được tung độ rồi thì đi tìm xem tọa độ của điểm A là bao nhiêu. Biết rằng hoàn độ của nó bằng 2. Đúng không? Vậy thì tung độ của nó sẽ là y0. Đó. Bây giờ chúng ta làm sao để tìm ra được y0 đây lớp? Làm sao để tìm ra được y0? Được chưa? Làm sao để tìm y? Thay x bằng 2, bởi vì cái này nè, các trục hoàn tại hoàn độ bằng 2 có nghĩa là x bằng 2. Được chưa? Vậy suy ra điểm A này, điểm A này sẽ có tọa độ là 2 và y0. Được chưa? Vậy con thay x bằng mấy? Rồi tắt chia sẻ đi để cô còn nhìn mấy bạn khác nữa. Thay x bằng 2. X bằng 2, y bằng y0. Y bằng y0. Được chưa? Vào trong hàm số. Thì chúng ta sẽ có được cái gì? Y bằng trừ 3x cộng 5. Vậy chúng ta sẽ có y0 bằng trừ 3 nhân 2 cộng 5 bằng mấy? Trừ mấy con? Kết quả ra trừ mấy? Trừ 1. Suy ra điểm A của chúng ta có tọa độ là gì? Đúng rồi. Suy ra điểm A của chúng ta có 2 và trừ 1. Rồi, tiếp theo câu số 5. Câu số 5 Diễm Quỳnh. Tung độ bằng 7. Có nghĩa là y bằng 7, đúng không con? Vậy điểm B sẽ có là gì? X0 và 7. Được chưa? Đúng không? Vậy chúng ta sẽ thay gì? Thay y bằng 7 luôn. Một cái thôi cũng được, đúng không? Còn không cần phải thay x0 cho nó mất công. Vậy thay y bằng 7 vào trong hàm số. Cô lại làm hai cách. Cách này, cách này, cách nào cũng được. Nhưng mà cái cách này nhanh hơn, đúng không? Vào trong hàm số y bằng trừ 6x cộng 1, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ thế vô đây là số 7. Bằng gì con? Rồi giải ra tìm x cho cô. Chuyển cái này qua là 6x 7. 1 trừ 7 hay là 7 trừ 1? Rồi vậy x bằng bao nhiêu? X bằng trừ 1, đúng không? Vậy cái điểm B của chúng ta sẽ có tọa độ là trừ 1 và 7. Đúng rồi, chính xác. Được chưa nào? Tiếp câu 6. Câu 6, để làm câu 6 cô lại nói rồi. Công đoạn có 3 công đoạn. Đầu tiên đi tìm gì? Đi tìm A. Sau khi đi tìm A rồi thì đi tìm F của 8. Sau đó đi tìm F của 2. Sau đó lấy hai thằng này cộng lại thì ra được M. Đó là công đoạn mà chúng ta làm. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm A bằng cách thay tọa độ này vào trong đây, đúng không? Thay vào. Rồi Hương Giang, câu 6. Thay x bằng mấy? X bằng 2. Y bằng mấy? Y bằng 5. Vào hàm số đi. Hàm số đi. Chúng ta sẽ được cái gì? Hết chỗ rồi, thay vào luôn. 5 2 nhân A nhân 2 trừ A trừ 4 bằng mấy con? Bằng 5. Đẩy ra sau đích nó là bằng 5. Được chưa? Cho nó dễ làm. Vậy 2 nhân cho này là bằng 4A. 4A mà trừ A là còn mấy A?
À vậy 3A bằng, chuyển cái này qua đây có phải là 9 không? Đúng không? Vậy suy ra A bằng mấy? A bằng 3. Rồi bây giờ đi tìm cái hàm số của nó coi nào. Cái hàm số y bằng gì? Y bằng fx và bằng mấy? 2. 2 nhân A. 2 nhân A là 2 nhân 3. Đúng không? À, x trừ cho 3 trừ cho 4, đúng không? Vậy thì làm gọn lại là nó bằng bao nhiêu ta? Làm gọn lại nó bằng bao nhiêu? 2 nhân 3 là 6, đúng không con? À, 6x trừ này là trừ 7, đúng không? Trừ 3 với trừ 4 nữa là trừ 7, vậy là 6x trừ 7. Vậy là cái hàm số của mình là 6x trừ 7. Bây giờ cô Lai sẽ đi tìm f của 8. F của 8 thì nó sẽ bằng gì? 6 nhân 8 trừ gì? Trừ 7. Đúng rồi, 6 nhân 8 trừ 7. Vậy là 6 nhân 8 trừ 7 ra bao nhiêu con? À, 6 nhân 8 là bao nhiêu? 6 nhân 8 48. 48 mà trừ 7. À, bằng 41. Chính xác, 41. Rồi bây giờ tìm F của 2. À, 6 nhân 2 trừ 7 bằng bao nhiêu? À, bằng... À, rồi bây giờ lấy 2 này cộng lại con. 41 mà cộng này. À, F của 8 cộng cho F của 2, đúng không? Vậy thì bằng 4 mấy? À, 46. Đúng chưa? Vậy chúng ta chọn câu nào? À, chúng ta chọn câu A. Rồi, bây giờ tiếp theo câu này. Câu này Huy Hoàng. À, nãy giờ làm rồi, coi thử câu nào đúng để thay vô một lần luôn nè. Khỏi mất công thay tới thay lui. Câu nào? À, câu B. Thay y bằng bao nhiêu con? À, y bằng 20, đừng lộn nữa nha. Vì 20 bằng 1/3 đúng lớp nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 66 trừ đi mấy? Trừ đi 2, đúng con. Rồi có bằng không? Có bằng không? Cái này là 20 nè, bằng bên này 66 chia cho này là bằng 22, 22 trừ 2 bằng 20. Dấu bằng xảy ra. Vậy suy ra cái điểm này thuộc đường thẳng. Được chưa con? Vậy chúng ta chọn câu B. Còn câu 6 chúng ta chọn câu A, đúng không? Rồi, câu 5 thì các con chọn câu gì đây ta? Câu 5 thì chọn A, chọn câu C. Còn câu 4 chọn câu gì? À, câu gì? Đúng rồi, câu A. Được không lớp? Sao có mấy đứa giơ tay vậy hề? Rồi, khoa xong chưa con? Rồi, tiếp tục qua dạng số 5, đó là dạng viết phương trình đường thẳng. Đây là một cái dạng rất là hay, mà lúc nào cũng gặp liên tục, đúng không? Khi nào cũng phải đụng tới nó. Đó là viết phương trình đường thẳng. Vậy để viết được phương trình đường thẳng thì chúng ta làm thế nào? Có khi người ta kêu viết phương trình đường thẳng, có khi người ta kêu là viết hàm số, hay là người ta hỏi hàm số có dạng gì. Đó, người ta hỏi nhiều câu lắm. Rồi tiếp nha. Dạng số 5, đó là viết phương trình đường thẳng. Vậy để viết phương trình đường thẳng chúng ta có các bước để làm. Bước số 1. Bước số 1. Gọi phương trình đường thẳng này có dạng y bằng ax cộng b và a khác 0. Yeah. Bước 1. Sau khi cô gọi xong đường thẳng rồi thì bước số 2 của cô này đó sẽ là biện luận theo dự kiện của đề bài. Dự kiện của đề bài nó cho cái gì? Đúng không? Hay là số liệu của đề bài. Bước 3, giải tìm ra A, B. Và bước thứ 4, đó là kết luận.
viết lại, rút ra một cái kết luận ra. Và trong cái dạng này thì chúng ta có bốn loại. Đó là bốn loại thường gặp đối với viết phương trình ngắn. Được chưa? Chúng ta có bốn loại thường gặp. Được chưa? Loại thứ nhất. Loại thứ nhất là loại thường gặp nhất và hay cho nhất, và cũng là cái dạng hay nhất. À, nên người ta hay cho. Cái gì thằng kia? Ông này ông ngứa tay ghê. Được chưa? Được chưa lớp? Rồi tiếp. Loại 1. Loại 1 đó là viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước và đi qua một điểm. Viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng, song song với một đường thẳng cho trước và đi qua một điểm. Đi qua một điểm. Song song với một đường thẳng cho trước và đi qua một điểm. Được chưa? Rồi, ví dụ viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A có tọa độ là -1 và 2 và song song với đường thẳng này. Được chưa? Đây là cái bài đầu tiên mà cũng là cái dạng đầu tiên. Thực ra các con đã học dạng và con đã biết rồi. Được chưa? Nhưng mà bài này cô lại sẽ giải cho các con. Vậy đầu tiên trong đây, trong cái bài này người ta đưa cho các con hai cái dự kiện. Đúng không? Đây là dự kiện số 1. Đúng chưa? Và đây là dự kiện số 2. Đúng chưa? Chúng ta có hai cái dự kiện. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là: cô ơi, con biện luận dự kiện nào trước? Được chưa? Thì câu nói của chúng ta đó là: con biện luận cái nào cũng được. Con biện luận cái này trước cũng được, mà anh này trước cũng được, cái nào cũng được. Nhưng để dễ dàng hơn cho quá trình chúng ta biện luận thì cô thường dùng dự kiện số 2 nha. Cô thường dùng dự kiện số 2. Được chưa con? Còn không là con biện luận dự kiện nào cũng được nha. Cô nói với con dùng dự kiện nào cũng được nha. Cái nào con biện luận trước cũng được, không sao hết. Vậy nhưng bước đầu tiên của các con đó là gì? Lật lại các bước làm. Bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là gì? Ừ đúng rồi, bước đầu tiên là gọi. Gọi. Vậy giải bài này chúng ta gọi. Bước 1, gọi. Gọi phương trình đường thẳng có dạng y bằng ax cộng b. Vậy bước đầu tiên đó là gọi. Giải. Gọi phương trình đường thẳng có dạng là y bằng ax cộng b, a khác cộng. Đó. Sau khi cô gọi rồi thì bước thứ hai của cô đó là gì? Bước thứ hai của cô đó là gì? Mở. Bước thứ hai của cô đó là gì lớp? À đúng rồi, biện luận. Biện luận kết hợp với dự kiện của bài người ta cho nè. Người ta cho mình hai cái dự kiện. Và chúng ta sẽ sử dụng hai cái dự kiện này để chúng ta làm. Vậy tách nó ra nha. Dự kiện thứ nhất. Vì đường thẳng đi qua A, con muốn biện luận cái nào trước cũng được. Nhưng tại sao cô nói là biện luận song song trước nó hay hơn? Hoặc là con để vậy con biện luận cũng được, không sao. Hai cái này con muốn làm cái gì trước cũng được. Thì bây giờ cô làm cái anh này trước cho con thấy nè. Nó dễ, không có con. Đầu tiên mình sẽ làm gì? Vì đường thẳng đi qua điểm A có tọa độ là -1 và 2. Vậy thì chúng ta sẽ thay cái gì vào? B cái thứ nhất. Vì đường thẳng. Vì thứ nhất. Vì đường thẳng đi qua. Đi qua điểm A có tọa độ là -1 và 2. Nên cô lại sẽ thay x bằng -1 y bằng 2 vào trong đường thẳng. Cô lại được cái gì? Nên hoặc là con có thể biện luận này ngắn hơn nè. Như là này dài quá, chúng ta có thể biện luận ngắn hơn. Chúng ta có thể biện luận ngắn hơn. Vì đường thẳng đi qua điểm A có tọa 1, 1, 2 nên con thay x bằng mấy? Dạ, x bằng mấy lớp? X bằng mấy? Đừng có thay nhầm nữa nha. X bằng mấy con? X bằng 1. Y bằng 2. Vậy thì chúng ta thay vào nó sẽ được gì?
nó sẽ được gì đây? Anh này là y bằng 2 đúng không? X bằng 1, vậy chúng ta viết lại cho nó dễ nhìn nè. A nhân cho này là nhân với âm 1, đúng chưa? Cộng với B, đúng chưa? Và kết quả là bằng bằng gì? Bằng 2, đúng không? Cô lại đặt cái này là 1. Rồi tiếp tục cái vì thứ hai. Vì cái đường thẳng này song song với đường thẳng kia. Cái vì thứ hai. Gọi nè, sau đó vì nè. Vì đường thẳng, đường thẳng song song với đường thẳng y bằng 1 phần 2 x cộng 2. Nên nên cái gì nhỉ? A của cô lại, A của cô lại bằng bao nhiêu lớp? A bằng bao nhiêu lớp ơi? Lớp chính xác, bằng 1 phần 2. Cô đặt này là 2. Từ 1 và 2 cô lại có cái hệ. Sau đó cô lại giải từ 1 và 2 xong cô lại đưa nó lại gần nhau. Cô lại giải nè, A nhân cho 1 là bằng âm A, cộng cho B bằng 2, đúng không? Rồi A bằng 1 phần 2. Khỏe quá. Tới đây bắt đầu bước thứ 3 là bước cô là giải, đúng không? Vậy là bước 1 gọi, bước 2 biện luận, thấy chưa? Bước 3 đề đầu giải, đúng không? Rồi giải ra nó bằng bao nhiêu? Đúng không con? A vẫn bằng 1 phần 2 rồi, không có gì thay đổi cả, đúng không? Thế lên đây thì nó sẽ bằng âm 1 phần 2 cộng B, đúng không con? Bằng 2. Giải ra B bằng mấy lớp? A bằng 1 phần 2 rồi, B bằng mấy? Đúng rồi, bằng 3 phần 2, đúng không? Chuyển A này qua đây thành cộng là bằng 3 phần 2. Vậy kết luận lại. Bước thứ tư kết luận. Vậy cái phương trình đường thẳng của chúng ta đó là gì? Phương trình đường thẳng là y bằng 1 phần 2 x cộng cho 3 phần 2. Thấy chưa con? Thấy chưa? Thấy không lớp? Thấy chưa? Rồi, đó. Con có thể biện luận dự kiện nào trước cũng được. Có bạn thích thì biện luận song song trước cũng được, không sao. Có bạn thì biện luận đi qua điểm trước cũng được. Chúng ta con muốn làm cái gì? Trong hai cái dự kiện này con có thể sử dụng dự kiện nào trước cũng được. Được chưa? Đó là viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước và đi qua một điểm. Được chưa? Nắm rõ chưa? Rồi, viết vô. Tiếp chúng ta đi qua loại thứ hai, đó là viết phương trình đường thẳng, đúng không, mà vuông góc với một đường thẳng cho trước. Ba, bây giờ viết phương trình đường thẳng mà vuông góc với một đường thẳng cho trước. Vậy nhắc lại cho cô cái kiến thức về vuông góc này. Hai đường thẳng vuông góc thì có cái gì? Đó, bữa học lý thuyết rồi, ai còn nhớ giơ tay lên nào. Ai còn nhớ hai đường thẳng vuông góc thì có cái gì? Có cái gì rất là đặc biệt, rất đặc biệt trong phần lý thuyết học rồi. Ôi, có một mình bạn Sang nhớ thôi. Huy Hoàng nhớ. Cái gì nhờ? Không ai nhớ hết. Khóa trong tách ra làm hai dự kiện, đúng không? Đây là dự kiện số 1. Và đây là dự kiện số 2. Được chưa? Tách ra cũng giống như vậy, tách ra làm hai dự kiện cho cô. Đây là dự kiện số 2. Rồi, biện luận từng cái một. Được chưa? Bây giờ đầu tiên gọi phương trình đường thẳng y bằng ax cộng b. Rồi, con ngoặc Huyền đọc cho cô coi. Huyền ơi, giải. Gọi gì con? Phương trình đường thẳng có dạng, đúng rồi con, y bằng ax cộng b, a khác không. Rồi, cái thứ hai con. Bước thứ hai biện luận nào, vì đường thẳng đi qua điểm M có tọa độ là bao nhiêu con? Đúng rồi, âm 1. Nên mình có gì đây? Thế vào. Mấy đây?
A nhân mấy? Đúng rồi. A cộng B bằng âm 1. Đúng không? Đặt đây là 1. Rồi, tiếp tục. Câu vì thứ hai. Vì đường thẳng vuông góc với ai? À, vì cái đường thẳng của chúng ta vuông góc. Vuông góc. À, vuông góc với y bằng x cộng 3. Nên từ đó con suy ra điều gì con nhỉ? Nên cái gì nhân cái gì? A nhân A phẩy. A nhân A phẩy bằng trừ 1. Vậy A ở đây vẫn là số A đúng không? Rồi, nhân cho A phẩy ở đây là số mấy? À, chính xác, A phẩy ở đây là số 1. Và kết quả nó bằng mấy? Chính xác, nó bằng âm 1. Đúng chưa? À, vậy con cũng đặt đây là 2. À, từ 1 và 2 thì chúng ta có gì? Có hệ phương trình và sau đó chúng ta giải từng cái một. Từ 1 và 2. Và 2. Cô lại có được là 2A cộng B bằng trừ 1. Và A của cô bằng trừ 1. Đó. Thấy chưa? Bây giờ cô giải cái anh này ra. Đúng không? Cô giải ra A là có rồi. Không còn nói nữa đúng không con? A bằng trừ 1 rồi thế lên. Là 2 nhân với trừ 1 cộng B bằng trừ 1. Đó. Vậy thì con sẽ giải ra được là A bằng trừ 1 và B bao nhiêu? Trừ 1, bên đây là trừ 2 chuyển qua là bằng 2. B bằng mấy? À đúng rồi, B bằng 1. Vậy phương trình đường thẳng của các con là Y bằng gì con gái? Y bằng gì? Gì đây? À, âm x. À, âm 1x hay là âm x cộng gì? À, đúng rồi, cộng 1. B của chúng ta là bằng 1. Được chưa lớp? B của chúng ta là bằng 1. Rồi, tay đâu? Tay đâu? À, cô nói rồi, cô viết thì mình viết. Đừng chờ cô viết xong rồi mới viết. À, rồi, loại số 3. Loại số 3 cũng là một cái loại mà gặp nhiều lắm luôn. Gặp nhiều lắm luôn. À, viết phương trình có hệ số góc. Có hệ số góc và đi qua một điểm. Vậy thì có hệ số góc là sao? Đi qua một điểm là như thế nào? Rồi, ví dụ. Ở đây chúng ta sẽ có mấy câu luôn á lớp. Nha, đây chúng ta có mấy câu luôn á. Cô đang giải theo hướng trắc nghiệm từ luận nha con. Cô Lai đang giải theo hướng từ luận. Bởi vì cô sợ đi học lại là các con sẽ thi từ luận. Nha, cô Lai đang giải theo hướng từ luận nha. Nha các bạn nha. Đây là các bạn để ý cho cô là cô đang giải theo hướng từ luận. Còn giải theo hướng trắc nghiệm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Được chưa? À, hôm sau cô sẽ cho đề và sau đó cô sẽ giải theo hướng trắc nghiệm cho các con thấy là nó rất là nhanh. Được chưa? Nhưng mà đây cô đang giải theo hướng từ luận. Mà hướng từ luận thì nó chậm hơn. Nghe không? Nó kỹ hơn. Rồi, câu 1. Câu A. Có tung độ góc. À, có tung độ góc. Và đi qua điểm A có tọa độ 1, 2. Được chưa? Câu B. Đi qua điểm Y có tọa độ 1 phần 2 và 5 phần 2. Và có hệ số góc bằng âm 2. Câu C. À, có hệ số góc là âm 2. Cách trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Đúng không? Tiếp tục. Có hệ số góc bằng 2, cách trục hoành có điểm có hoành độ bằng 3. Đấy. Con thấy những cái câu từ không? Khi gặp những cái câu từ này là mình chết vì câu từ. Không làm được. Nha, không làm được. Vì lý do câu từ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ phân tích từng cái một, từng câu một. Được chưa? Chúng ta sẽ đi làm từng câu một. Gì không? Gì không? Có chứ sao không? Ghi đề vô nha lớp. Đối với bài tập dạng thì tất cả bắt buộc phải ghi đề vô cho cô. Rồi, câu A trước. À, cô lại đưa nó lên, cô lại phân tích cho con thấy ha. Đó, có tung độ góc.
có tung độ góc bằng trừ 2. Và đi qua điểm này, con biện luận cái nào trước cũng được. Nhưng mà cái câu này muốn nói điều gì? Câu này muốn nói điều gì? Trục ơi, không phải, Thúy Hoàng. Có tung độ góc bằng trừ 2 có nghĩa là gì Hoàng? Chính xác, phân tích giùm cho cô nha. Có tung độ góc bằng trừ 2 có nghĩa là B bằng trừ 2. Và con cũng tách ra thành hai ý để biện luận cho cô. Được chưa con? Nhớ đến câu từ nha. Có tung độ góc bằng trừ 2 thì có nghĩa là B bằng trừ 2. Rồi sau đó nó đi qua điểm này có tọa độ là 1, 2. Thì con giải y chang như lúc nãy. Được không? Con tách hai ý ra con biện luận. Tách ra hai ý. Ý số 1 và ý này là ý số 2. Sau đó con kết hợp lại con giải. Được chưa lớp? Câu này hoàn toàn không khó, mà nó khó ở chỗ câu từ. Được chưa? Câu B. Đi qua điểm này không có gì để nói, được không? Đi qua điểm này thì có gì đâu để nói. Chúng ta chỉ cần thay x bằng 1 phần 2 và y bằng 5 phần 2 vào là xong, đúng không? Rồi, hệ số góc bằng trừ 2 có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Tâm Nhi. Chính xác, hệ số góc là có nghĩa là A bằng trừ 2. Vậy trừ 2 này chính là A. Rồi sau đó con cũng biện luận giống y chang như nãy hai bài cô làm. Đầu tiên gọi, sau đó tách ra thành hai ý. Ý thứ nhất vì một cái, ý thứ hai vì một cái. Sau đó kết hợp hai cái đó, giải. Rõ ràng chưa? Rồi câu B. Hệ số góc bằng trừ 2, hỏi lại một lần, phát. Cái này nói lên điều gì để phát? Chính xác, A bằng trừ 2. Tiếp, câu này nói lên điều gì phát? Chính xác. Đúng chưa? Vậy con có thể gộp hai cái này để con biện luận một lần luôn. Được chưa? Hoặc là con tách rời để con biện luận, không có vấn đề gì hết. Vậy đầu tiên con biện luận là vì nó có hệ số góc. Vì đường thẳng có hệ số góc là bằng trừ 2 nên A bằng trừ 2. Được chưa con? Rồi tiếp, vì nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2, suy ra B bằng 2. Vậy phương trình của chúng ta là gì? Là Y bằng trừ 2X cộng 2. Con thấy chưa? Thấy chưa lớp? Tự làm được không? Tự làm được nhá. Câu C. Hệ số góc bằng 2 nghĩa là gì đây? Lý Thảo. Chính xác, A bằng 2. Rồi cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 có nghĩa là gì con? Cắt trục tung thì khỏe rồi. Cắt trục tung có điểm tung độ bằng gì? Bằng 2 có nghĩa là B bằng 2 rồi. Nhưng mà giờ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 thì có nghĩa là cái gì Lý Thảo? Trừ B phần A bằng mấy? Bằng 3. Vậy thì cái này có nghĩa là trừ B phần A bằng 3. Hoặc bạn nào không biết thì nhớ cho cô, hoặc X bằng 3. Đúng chưa? Vậy X bằng 3 và Y bằng 0. Nó cắt trục hoành thì x sẽ bằng 3 và y bằng 0. Vậy con sẽ thay x bằng 3, y bằng 0 vào trong cái đường thẳng lúc nãy. Được chưa? Và sau đó con tìm. Hoặc là bạn nào biết thì có thể dùng công thức này để tìm. Được chưa? Chúng ta có hai con đường nha lớp. Rồi bây giờ cô lại nói lại một lần nữa. Cô lại nói lại một lần nữa rồi lớp chúng ta tự làm. Nghe rõ cô nha. Chúng ta phân tích và chúng ta tự làm. Câu thứ nhất, chúng ta cũng tách ra thành hai ý. Tách ra thành hai ý. Ý thứ nhất, có tung độ góc bằng trừ 2 thì có nghĩa là B của các con bằng trừ 2 nha, trừ 2. Câu tiếp theo, đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1, 2 thì lúc đó con thay cho cô là x
bằng trừ 1 và y bằng 2 vào trong đường thẳng. Được chưa? À, câu B. Đường thẳng đi qua điểm này thì con cũng như vậy, con thấy x bằng 1/2, y bằng 5/2. Cái này hệ số góc bằng trừ 2 thì có nghĩa là con suy ra A của con bằng trừ 2. Đó, nói lại một lần nữa nghe. Câu C. À, vì có hệ số góc là bằng trừ 2 nên suy ra A của cô Lài. Đây, cô Lài viết chỗ này. Viết trắng là các con không thấy. Vậy thì A sẽ bằng, A sẽ bằng trừ 2. Đây, câu này. Vì có hệ số góc là bằng trừ 2 nên suy A bằng trừ 2. Rồi, vì nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên suy ra B của cô Lài bằng 2. Thấy chưa con? Thấy chưa? À, tiếp tục. Câu D. Có hệ số góc bằng 2, suy ra A bằng 2. Và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 thì con làm hai cách, cách nào cũng được. Một là trừ B chia A bằng 3. Từ đó con suy ra B. Hoặc là con thay x bằng 3, y bằng 0. À, cô thấy mấy bạn chọn cách này nhiều hơn nè. Thay x bằng 3, y bằng 0 vào trong đó. Và sau đó con tính. Được chưa? Vậy chúng ta đều tách ra làm mấy ý cả lớp? À, tách ra làm hai ý. Câu nào cũng phải biện luận cho cô hai cái chữ vì. Được chưa? Rồi làm đi. Nhanh lên, làm nhanh lên rồi giơ lên cho cô. Chù chà. Mấy thằng này là cái gì á? Ừ. Trời ơi, tay với tàu không à. Viết cái chữ vậy nè. Đây nè, cái thằng Phú Hoàng nó làm sai cái chỗ này nè lớp ơi. Đây là y bằng, y bằng nha chứ không phải a bằng ông ơi. Y bằng 4x trừ 2. Phương trình của nó đúng không con? Câu A là y bằng 4x trừ 2 đúng không? Đúng không Lý Thảo? Trừ 4x trừ 2. Có hệ số góc B bằng trừ 2 đúng rồi. Đi qua điểm 1 và 2. Âm 1. Quả âm 1 đâu, sao mày không thế vô âm 1? À, ông ơi, ông sai chỗ này nè. À, à, trời ơi. Đây nè, ông ơi, ông sai chỗ này nè. A nhân với âm 1. Đúng rồi, ông này ông sai bét rồi. À, nó đã sai rồi. À, ông lên đây mà ông sai. Vậy là trừ 4x trừ 2. Rồi, câu D. Câu D ra bằng bao nhiêu đây Đặng Huy Hoàng? Rồi kết luận đi. Vậy đường thẳng đó là gì? Câu B nè, câu B nè. Câu B chứ không phải câu D. Đặng Huy Hoàng ơi, bạn làm đúng chưa con? Y bằng A đâu? A đây, trừ. Trừ 2, sai rồi. Trừ 2X. Rồi cộng 7/2. Rồi về chỗ. Đúng không lớp? Câu B đúng không? À, câu B bạn làm đúng rồi. Đó là trừ 2x cộng 7/2. Còn câu C. Câu C thì dễ quá rồi. Câu C dễ quá rồi. Nhật Anh. Nhật Anh. Câu C. À, gọi phương trình đường thẳng có dạng là gì con? Y bằng AX cộng B. Rồi, vì thứ nhất A khác không? Rồi, câu vì thứ nhất con. Có hệ số góc là bằng trừ gì? Trừ 2 nên A bằng gì? Rồi, câu vì thứ hai. Vì cắt trục gì? Cắt trục tung. Trục tung nha. À, trục tung tại điểm chép hết cái đề vô. Điểm có tung độ bằng 2 nên suy ra cái gì con? A, B bằng 2.
Vậy đường thẳng của chúng ta là cái gì? Y bằng trừ 2x. Đúng rồi, chính xác, cộng 2. Đó, có vậy thôi. Mà đối với thằng Nhật Anh nó khó khăn đến cỡ đó nha Nhật Anh nha. Rồi, câu D nào. Ai ra đáp án câu D rồi, nói cô nghe coi. À, câu D, bạn Đăng Khoa nè. À, gọi phương trình đường thẳng có dạng, có dạng gì? A của bằng AX cộng B với A khác không? Rồi, vì thứ nhất, à, vì đường thẳng này có hệ số góc bằng 2. Bằng 2. À, suy ra A bằng 2 rồi. À, đáp án này là 1. Tiếp, vì thứ hai, à, các trục hoành đây. Đây có hoành độ bằng mấy? Hoành độ bằng 3. À, bằng 3 nên cái gì? Nên trừ B. À, con dùng cái trừ B chia A. À, trừ B chia A bằng 3. Rồi, suy ra đặt đây 2 đúng không? Từ 1 và 2. Chúng ta có A bằng 2 trừ B chia A bằng 3. Rồi, giải cho cô nó bằng bao nhiêu? A bằng 2. Thế vô 2 nhân kéo lên đây là 6 đúng không? Vậy là trừ B, B sẽ bằng trừ 6 đúng không? Vậy kết luận đường thẳng đó là gì? À, Y sẽ bằng 2X trừ 6 đúng không? Giờ đến loại 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm. À, đi qua 2 điểm. Cũng như vậy thôi, không có gì khác. Gì không? Cái đề, các trục hoành tại điểm có hoành độ. Rồi, cái bài này cũng như thế, nhưng mà nó chia ra loại khác nhau để chúng ta dễ hình dung thôi. Chứ thật ra cách làm thì nó cũng như vậy nha, chứ không có cái gì khác hết. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Làm gì với nó? Gì con? À, đúng rồi, đầu tiên chúng ta cũng sẽ gọi, sau đó chúng ta thay vào, xong đó tôi rút ra thôi, đúng không? Rồi, phương pháp, chúng ta sẽ thay x, y vào trong cái đường thẳng này. Bước đầu tiên gọi là không nói nữa nha, gọi là chắc chắn chúng ta phải gọi rồi. Sau đó chúng ta thay vào trong cái đường thẳng này, chúng ta được phương trình 1. Sau đó tiếp tục thay vào đường thẳng này, chúng ta được phương trình 2. Kết hợp từ 1 và 2, chúng ta sẽ có hệ phương trình. Sau đó chúng ta giải hệ phương trình thì chúng ta được A và B. Có A và B thì chúng ta thay vào, chúng ta được ra phương trình cần tìm. Được chưa? Đó. À, phương pháp. Cô là nói lại phương pháp. Rồi, áp dụng viết cho cô cái này. Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm. Vậy thì cách làm chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Được chưa? À, cách làm các con làm tương tự. Đây. Cách làm. Bước 1. Làm gì đây? Gọi. Được chưa các bạn nha? Gọi. Gọi phương trình đường thẳng có dạng. Gọi phương trình đường thẳng có dạng. Đầu tiên phải là gọi y bằng ax cộng b. A khác không? Rồi. Vì tách cái này ra làm hai thằng. Đúng không? Hai phần. Vì thứ nhất, à, vì đường thẳng, à, đi qua điểm A, à, điểm P có tọa độ là 1, 2. Nên nhớ cho cô này, chỗ nào chúng ta thấy 1? Đó là A nhân 1 cộng B bằng Y là bằng 2. Thế cho đúng nha. Chứ đừng có thế đã đời xong nói cô ơi con thấy ngược mất tiêu rồi. Đúng không? Đó. Vì thứ hai, vì đường thẳng đi qua
đi qua điểm Q. À, Q có tọa độ là trừ 2 và 3. Nên chúng ta sẽ có A nhân với trừ 2 cộng B bằng 3. Đặt cái này là 2. Từ 1 và 2 các con có. Từ 1 và 2 các con sẽ có được hệ phương trình A nhân 1 là A cộng cho B bằng 2. Này nhân này là trừ 2A cộng B bằng 3. Và nhớ trong cái bài này cô lại rút toàn bộ, cô lại rút B nha các bạn. Cô lại rút B. À, ở đây cô lại rút B và ở đây cô lại cũng rút B. Rút B hết. Rồi rút B ra nó sẽ bằng 2 trừ A. Và rút B ở đây ra nó sẽ bằng 3 cộng 2A. À, rồi sau đó cô sẽ cho hai thằng này bằng nhau thì nó sẽ suy ra được là 2, 2 trừ A bằng 3 cộng 2A. Đó, cô ra được cái phương trình này. Và sau khi cô ra được phương trình này, cô sẽ giải tìm A. Trừ A trừ 2A bằng 3 trừ 2. Vậy 2A trừ này tương đương với trừ 3A bằng 1. Suy ra A bằng, à đúng rồi, trừ 1 phần 3. Sau khi có A rồi, cô lại thế lên B. Thế vào cái gì cũng được ở trên đây. À, từ đó cô suy ra B của cô luôn. B của cô sẽ bằng gì? 2 trừ với trừ 1 phần 3 là sẽ bằng mấy con? Bằng mấy? À đúng rồi, bằng 7 phần 3. Đó. Vậy phương trình đường thẳng của cô là sẽ là gì? Vậy phương trình đường thẳng của cô là y bằng A là bằng trừ 1 phần 3 x cộng 7. Chính xác, cộng 7 phần 3. Đúng không? Đó là phương trình cô là tìm được. Được chưa? Thực ra cái này các con làm rồi, xa lạ gì đâu. Đúng lắm.